luôn trước rồi. Vô. Đau bụng quá. Đâu có. Đã đi phóng sanh chung mà. Anh ơi, đi lên đường con. Nino, leave it alone. Come. Thưa Bồ Tát Trang Nguyễn, hôm nay tôi tiếp tục đi phóng sanh cho các thành viên trong gia đình của Bồ Tát là Bác Lý, Cẩm, Lũy. Hồi hướng sức khỏe cho bác ấy. Tiếp tục, tiếp đến là các vị hương linh là Lý Nam Hiêu, Nguyễn Văn Chánh, Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Thạnh. Honey đâu rồi? Trời, con giống như một hồn ma vậy con. Mới thấy con đằng kia mà giờ con bên kia luôn. Dạ. Tài nói không lấy. Nè, con cho thêm một con chó cái nhỏ lùng lùng nữa rồi để có con chó đực nó không có cắn. Thôi, nó ghẹo mày được rồi. Vậy hả? Con chó cái nha, màu lông vàng giống như chó đực vậy á. Mà vàng hơn, đẹp. Đi đâu vậy? Đi phóng sanh. Có gì bán không cô? Có gì đâu bán, có gì đâu bán. Nuôi thêm con chó cái mini nữa đi. Ôi, còn chi nữa ăn hơn như đây được rồi. Nhà này vườn đẹp nè, nuôi được nè. Nhà này được á, biết sao có con chó cái nhỏ nữa, con chó đực nó không có, nó cắn chứ con này. Ôi giờ phóng sanh vậy? Dạ giờ có gì phóng con đó. Nó cắn con mệt không mà con phóng. Nhà có chim không con phóng chim luôn. Không có chim hả? Hôm qua mới phóng 5 con chim xong á. Không có cá, cô bán cá ra chợ hết rồi đúng không? Dạ. Ủa, wow, cái hàng rào này một vàng đi từ đây qua kia luôn hả? Đi thử đường này. Anh đi đi. Thưa quý vị Bồ Tát, hôm nay mình sẽ tiếp tục phóng sinh cá thòi lòi cho đủ ngày. Cho bắt đầu nước đứng rồi, người ta hết bắt cá thòi lòi rồi. Thì mình sẽ phóng sinh những loài tôm cá nhỏ. Thì nước đứng á, người ta lại là ngày bắt của mấy con tôm chì, cá con hay cái gì đó. Nên nhà có con gì bán không? Em vô từng nhà luôn. Ok. Dạ cái rổ chống lóc. Hôm nay anh này không có đi bắt cá thòi lòi, bây giờ em sẽ qua nhà người khác đi cứu mấy chiến sĩ bảo vệ rừng đước xong rồi hết từng cái hết. Dạ nay mình sẽ phóng sinh cỡ 10 kg cá thòi lòi. Đây có một ít. Dạ. Chào chú ơi, có con gì phóng sanh không chú ơi? Bên chú Hiếu có con gì không chú? Được chết không rồi hả? Mai đi Nam mà đây con khỉ. Mai đi con. Dạ rồi. Chú ơi giờ có thuyền gì chở con đi không chú? Sao bữa nay ai cũng nghỉ hết trơn vậy? Ủa của em còn sống hết đúng không? Con còn chứ. Còn bên kia mấy cái 7-8 kg này nữa. Bây giờ đi không hả? Ừ. Ủa vậy là có hai con nó bị chết rồi hả? Thôi cho nó ở lại với gia đình đi.
Còn mấy ngày nữa nước đứng rồi thì em sẽ không phóng sinh cá thò lòi nữa, em sẽ xuống sông em đợi ngư dân về và thả liền luôn, thì như vậy cứu tôm chì thành công. Dạ bây giờ vô nhà gia đình này lấy cá thêm. Ngày mai em sẽ phóng sinh lớn luôn. Là có một nhà đi lưới cá dưới sông thì em sẽ đi theo. Em canh người ta mới vừa bắt lên thì em sẽ phóng sanh. Ngày mai chắc mình chơi đại hội luôn á. Đại hội phóng sanh cá. Bữa giờ mình phóng sanh mấy con cá thòi lòi, mấy con tôm chì, mấy con nhỏ nhỏ, cá bóng. Kỳ này mình thử làm một phen chơi cá lớn nha anh chị. Dạ ủng hộ em nha. Một like cho em xin một like. Rồi hôm qua 24 đổ rồi luôn ha, sắp chớ gọn ha. Dạ con đội ơn cô. Con đất đổ được, con đất nó xỉ không đất. Ê, đổ qua vậy nó chết. Đổ qua vậy nó chết, nó ngợp nó chết. Để con cầm cái thùng cho. Được không? Dạ được. Đổ đây luôn à. Dạ được. Con cảm ơn. Vậy con chết rồi lấy ra giùm con luôn đi. Không được chết đâu. À, nó cứng xác luôn rồi. Mai còn bắt không con? Còn. Hả? Mai còn luôn hả? Ừ. Dạ để mai con coi tình hình coi. Chứ mai con đi phóng sanh nguyên lưới rồi. Không biết mai mua nổi nữa không? Mai phóng sanh dưới sông rồi. Cảm ơn nha cái em kia. Rồi cảm ơn con. Ở đây mua là chuyển khoản không mà thưa anh chị. Giờ em chuyển khoản cho cả sớm luôn rồi đó. Cả làng trài luôn. Cảm ơn em ơi. Bây giờ mình sẽ phỏng vấn em trai này coi. Sao lại có sức mạnh phi thường vậy? Dạ. Dạ. Đức. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? 25 anh. 25 hả? Đi bắt cá lâu chưa? Em đi làm công ty dịch mới bắt thôi. À dịch em mới làm hả? Tính ra sống ở đây còn môi trường vẫn còn săn bắt kiếm sống được ha. Ở nhà đi lưới thì dịch này về làm. Dạ. Hân ơi. À trời nó đây hả? Sao lúc nào nó cũng bên mình mà mình tưởng nó ở đâu ấy nha. Hôm nay đi con. Đường đi khá là gập ghềnh. Nhưng nhờ các vị Bồ Tát này hỗ trợ nên em mới có thể tiếp tục cái chương trình giải cứu động vật trong rừng đước. Wow. Cảm ơn bạn. Phóng sanh đâu hả? Chở đâu hả? Dạ phóng sanh ở những nơi bí mật. Mặt gì đụng người ta đâu, có bắt mới làm đó đâu, bí mật. Ở một khu rừng. Cái này không. Mà sao bữa nay chú không có tôm chì vậy? Dạ. Dạo này ít hả? Ghê người ta. Cái chèo ra sao? Ừ. Chứ mà lâu nổi không? Giờ lại cho lo nổi thôi. Được tao sao cái máy chứ nó nặng lắm. Ok.
Dạ thưa quý vị Bồ Tát, ngày mai Tuy Ôn sẽ phóng sanh những cái loài cá mà bị bắt ở trong cái đăng này. Đây, mấy bữa nay chúng ta đã giải cứu cá bị đi lú, bị đi soi. Giờ chúng ta sẽ giải cứu cá trong này, lượng cá trong này bị bắt rất là nhiều và có rác thải nữa, thì em sẽ làm một cái chương trình thu gom rác thải. Mai cho anh lượm rác thải lên lên ghe luôn không? Đem về. Bỏ cái bao thì được. Đúng rồi, bỏ vô cái bao đem về ha. Em sẽ lượm rác đó đem về và em sẽ giải cứu tất cả cá trong đó. Anh chị xem ủng hộ nha. Ngày mai là một chương trình rất là hot. Giải cứu. Rồi xong. Ở đây tới mấy cái đăng lần. Thì một tháng là có dòng nước chảy khoảng 20 ngày. Thì những cái đăng này khi nước chảy nó sẽ hút cá vô trong đó. Cá nó bơi ngang qua nó không có thoát ra được, nó bị dính vô đăng. Bây giờ mình sẽ vô một cái khu rừng phía trước để thả cá thoi lòi. Đi phóng sanh với bạn Đức rất là nhiệt tình. Bây giờ em đang tiến sâu vào một cái khu rừng. Ok em, nước ở đây rất là trong. Ở ngay đoạn này nè, nước rất là trong nè. Wow, tại sao nước chỗ này trong vậy? Đẹp quá, đẹp quá. Cái này bằng nhiều nè, nó vô bằng nó ở được. Dạ, khung cảnh rất là hữu tình nè. Rồi bây giờ em xin phóng sanh đây. Dạ thưa quý vị Bồ Tát, hôm nay Tuy Ôn thay mặt gia đình chị Trang Nguyễn sẽ phóng sanh tiếp tục cá thòi lòi cho bác Lý Cẩm Lũy mau chóng hồi phục sức khỏe. Tiếp đến hồi hướng cho các hương linh là bác Lý Nam Hiêu, chị Hoàng Thị Oanh, bác Nguyễn Văn Chánh, bác Nguyễn Thị Thạnh. Mong cho vong linh của các bác mau chóng được vãng sanh Tây Phương, thoát khỏi ác đạo. Dạ rồi, cảnh ở đây quá là đẹp. Bây giờ Tuy Ôn xin nhờ sự trợ giúp của bạn Đức để phóng sanh. Bạn thả từng con xuống, còn Tuy Ôn sẽ xuống nước, Tuy Ôn quay. Ok, cảm ơn Đức nhiều nhé. Dạ quý vị Bồ Tát ở nhà xem video nhớ niệm Phật giùm mặt. Đó, quý vị niệm Phật rồi quý vị cùng hồi hướng cho những hương linh của mình, cho những người thân yêu của mình. Dạ. Hồi xử lý nó sao đi. Nó nôn đi quá mà. Nước ở đây Đức thả quá đẹp. Đức ơi, tôi xuống đây. Em cứ tưởng là nước sâu lắm á chứ. Coi nè anh chị, chỗ này mà cho trẻ em đi học bơi cũng được. Nước tới bụng mà. Đẹp lắm. Đây em quay nha. Dạ mời gia đình của các hương linh cùng nhau niệm Phật ạ.
ở khu này thì nước nó cạn nên sẽ không ai đi te vô trong này được. Sau khi đi phóng sanh một thời gian thì em cũng đã có kinh nghiệm phóng sanh đúng cách các loài này, đúng cái nơi mà nên thả. Ủa cái gì? Rồi, đất ở đây cao dữ vậy? Đất cao quá ha. Hàng chứ nước nó cao. Anh đi xuống đây bơi nè, anh đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dù các hương linh đã không còn ở thế giới này, nhưng những cái việc làm thiện của các hương linh vẫn đang tiếp tục. Thả xuống nó bơi hết. Đi đi nha bạn. Cảm ơn bạn Đức rất là nhiều. Nhờ bạn Đức mới có được những cảnh quay đẹp này. Trời ơi, cá nóc mít này nó bự quá vậy mà chết rồi hả? Ở đây cá nóc này nhiều lắm. Hả? Đâu nó ở khúc nào anh? Cái cá đó hả? Mốt hết dịch đi lại dễ thì anh thả vô thêm. Anh nuôi bảo tồn luôn thì cho nó phát triển. Khu này là cho nó sống tốt. À,
mình đi coi mấy bạn cá thò lòi đi đến đâu. Đây là được biết là những chú rái cá tôi thả ở đây nó vẫn còn đang sống. Nhờ anh Đức nói tôi mới biết. Cảm ơn các vị Bồ Tát rất là nhiều. Tôi đã hoàn tất việc phóng sanh trong ngày hôm nay. Những chú cá thò lòi bị soi ở làng chài tôi đang sống đã được giải cứu thành công, trở về với tự nhiên, không bị đem ra chợ bán ăn thịt. Ngày mai tôi sẽ đi giải cứu cá bị đăng à. Đó, ngày mai chắc là sẽ thú vị hơn nữa. Rồi về thôi hết đi à. Đi xuống nước coi con. Còn thiên nhiên là còn đẹp như thế này. Một khu rừng mà nước nó chỉ xăm sát tới chân đầu gối thôi, nó không có sâu. Cảnh nước là đẹp. Cảm ơn bạn Đức rất là nhiều luôn nha. Rồi đưa tôi đi vậy lấy tiền xăng dầu làm sao. Rồi anh cảm ơn nhiều luôn Đức ơi. Có chiếc này mai mốt đi làm bảo tồn rừng Đức được nè. Giờ là đi giải cứu trước đã. Anh đi bơi về con. Đợi có mấy bạn rái cá xuất hiện. Rồi chúng ta sẽ đi làm bảo tồn rừng Đức nha. Phải có thần thú rái cá mới được, mới gây sốt thế giới được. Giờ chưa? Rồi cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn các anh chị đã xem cái video này. Coi như đó là cách giúp em bảo tồn rừng Đức ở Việt Nam. Vẫn còn nhiều thứ để làm lắm. Bây giờ chúng ta sẽ làm từ từ. Bây giờ chỉ có một mình em làm. Các học trò tiên cá của em thì không trông mong được. Còn nhỏ quá mà. Rừng ở đây bạt ngàn bao la nhưng đang bị tàn phá. Thiên nhiên ở đây quá là xinh đẹp. Những cái cảnh này đáng lý là phải là triệu view. Nhưng tội nghiệp mấy em nhỏ bây giờ chỉ thích coi chơi game. Ở đây sâu 6 mét luôn hả? Đó. Đây sâu 6 mét hả? Chỗ này nè, chỗ này thôi, còn chỗ đó thì chạy. Vậy cho anh lặn thưa chú khúc này thử. Bây giờ em muốn lặn xuống đây để coi cái này, cái lưới này nó chảy đi đâu. Cái này gọi là đi... Cái này gọi là đi gì em? Cái này là đi đáy, là nước nó sẽ đóng tới đáy luôn đúng không? Dạ. Còn đi đăng thì nó cũng giống như vậy. Dạ. Còn chỉ có đi đáy là kiểu này. Cái lưới nó dài tới đâu không? Từ chiếc thuyền nó dài tới đâu em? Thường là đóng nước chảy xuống là đóng dài xuống dưới, nhưng mà nếu mà cái tay á. Dạ. Là chỗ này nước sâu lắm đúng không? Bây giờ tôi sẽ lặn xuống đây để coi độ sâu. Còn ở đây nè, ở đây lặn đây được. Để sâu quá lặn tới. Vậy hả? Lặn xuống tới luôn. Ok.
hy vọng là hết Covid hay là sau đó đó có duyên gì đó để người nhà em gửi kích bơi ở bên Hàn Quốc tài trợ cho em kích bơi người cá đó, thì em dùng kính đó quen rồi. Còn cái này kích bơi để xe cua giảm lắm, xài đeo vô thấy nó có thương. Rồi cho tầm 5 mét đúng không? Nè, đúng là tầm 4 mét à, khúc này thì chắc khu này là tầm 4 đến 5 mét. Gần rào này sâu hơn hả? Ok. Cũng vậy à. Nước chưa có lên. Đúng là tầm khoảng 4-5 mét đó. Nhưng mà sâu hơn thì anh chưa thấy. Em ơi, vậy là đi đáy là khoảng ở độ sâu cỡ 5 mét trở lên hả? Đáy sâu mười mấy 20 mét có luôn hả? À. Ok, cảm ơn bạn. Để rửa cái này nó thúi quá. Rồi, còn một con cá thò lòi. Vẫn còn một con.
Sao nãy giờ người ta đi hết rồi con chưa đi? Mày hàn quá con ơi. Rồi bay luôn. Nay nôn về à. Cảm ơn bạn Đức rất là nhiều đã cho tôi đi một chuyến du lịch khám phá dòng sông này. Ngày mai chúng ta có chương trình là đi đăng như quý vị cô bác anh chị. Ngày mai em sẽ cố gắng phóng sanh hết nguyên cái lưới mười mấy triệu của anh này, là cái lưới mười mấy triệu thôi, nhưng mà đi đánh bắt là hết cái lưới đó thì giá tầm hơn 1 triệu, trong vòng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó tùy. Em cũng chưa biết là nhiêu. Thì trong vòng cái phạm vi đó thì ngày mai có khả năng là mình sẽ cứu hết. Rồi bây giờ mình sẽ lên bờ về. Ngày mai là một ngày vĩ đại. Khám phá cách bắt cá bằng đăng. Hôm nay tự lên bờ nhé. Hồi nãy mình đi đường này ha em, hay đường nào vậy? Đi đường kia ha. Ok. Để dép qua để gì đó hả? Đúng 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 đúng. Hôm nay tự lên bờ đi con ơi. Lớn rồi. Hôm nay em về nhà em còn xử lý mấy con chó ở nhà nữa. Nhà em nuôi nhiều chó lắm ha em. Nhà em hiện tại cũng đang nuôi 6 con hả? Hình như nhà anh nhiều chó nhất xóm luôn á. 13 con. Anh đi. Khâm. Nhảy nè. Nhảy lên đây đi. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Anh đi gan dạ lên nào. Anh đi gan dạ lên. Em phải thử thách cho con chó nó gan dạ chứ mỗi ngày á. Mà không cho nó tập luyện nó sẽ quên. Nó càng lớn nó sẽ càng mau quên. Nó sẽ mất đi sự gan dạ giống như trẻ em hồi nhỏ rất là gan lì mà lớn lên càng ngày càng sợ sệt. Do mấy em sung sướng quá. Hưởng thụ quá. Hôm nay ráng lên không? Ráng lên. Ôi không may xuống cứu thôi chứ. Hôm nay nhảy xuống sông rồi đó hả? Gì đâu. Thấy chưa? Linh hồn của chúng ta cần sự gan dạ thưa quý vị anh chị. Khi chúng ta ở trong sự hưởng thụ nè, chăn êm nè, nệm ấm nè, linh hồn của chúng ta nó sẽ là rất là nhút nhát. Mà khi có được tình yêu nữa, gia đình nữa, là một mối ràng buộc chúng ta rất là lớn. Vợ chồng con cái này kia họ sẽ ràng buộc chúng ta. Thế nên em đã trở thành tiên cá và em đang hy sinh cái cuộc sống hưởng thụ của mình, giống như là một người, để em làm một cái công việc mà hòa hợp với thiên nhiên, gần với chư thiên chư Phật, Bồ Tát, Chúa Trời, Thánh A-la, Thiên Chúa. Nói chung tất cả tôn giáo có trong em đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Rồi bây giờ thần thú Honey
có gan dạ hơn rồi đúng không? Ngày mai chúng ta sẽ phải trải nghiệm. Ngày mai em sẽ tiếp tục phóng sanh. Chị lớn đi đăng. Em mà đi đường này về nhà thì phải đánh một cái vòng tròn như vậy đó thôi anh chị. Còn nếu mà em bơi từ đây thẳng vô thì nó sẽ rất là nhanh. Nên em quyết định chọn con đường bơi. Nước đang lên. Honey đâu rồi? Honey. Honey đâu rồi? Honey ơi. Honey, Honey. Sao chỗ này to dữ ta? Honey, xuống nước bơi với Tio nè, không? Honey không? Không không. Rồi Honey bỏ Tio là Honey về mình luôn. Tôi đi đường thủy nha Honey. Cái cá tôi làm biến đi trên đó. Bên vô bộ. Không. Honey không. Bên lại đây. Leo lên lưng Tion cởi đi, có gì đâu nè. Đúng không? Honey không nè. Không. Leo lên lưng Tion cởi đi. Ok. Đó, Honey khôn rồi đó. Honey ngoan á. Nè, quẩn lưng Tion nè. Rồi, vững chắc nha. Anh em chúng ta sẽ vô bờ nha. Cái gì vậy? Thấy chưa? Thấy tiên cá là gì chưa Honey? Tiên cá có thể ở dưới nước giống như ở trên bờ vậy. Con người không làm được như vậy. Con người chỉ ảo tưởng thôi. Họ nói tôi rất là bình thường, nhưng họ không làm được như tôi. Họ nói có người giỏi hơn tôi, nhưng không chứng minh ai là người giỏi hơn tôi. Người đó là ai? Tên là Ti Ổn hả? Nói thiệt với quý vị, cô bác, anh chị, những người tài giỏi thật sự rất là nhiều. Nhưng có sao dám sẵn sàng hy sinh bản thân của mình vì người khác. Chỗ này nước ít nè. Cùng nó tới đây luôn. Những người mà nói chuyện mà đạo đức á, hoặc lòng người rất là nhiều.
triết lý rất là thâm sâu, nhưng mà chúng ta chỉ cần quan sát nhẹ coi trang sức họ đeo là gì. Ở chỗ này nước sâu nữa rồi. Họ có xe xua vật chất hay không? Họ có đi xe hơi xịn, ở nhà sang không? Ở biệt thự không? Là biết người đó đạo đức như thế nào rồi. Chứ nghe người ta nói chuyện nhân nghĩa rồi đưa tiền cho người ta. Lòng tham của con người là không đấy. Đạo đức nhân nghĩa phải nhìn cách sống thôi. Còn đam mê vật chất, còn nhân diện trang sức này kia, đồng hồ xịn hoặc kim cương này nọ, đi xe hơi phải là xịn, cái gì cũng phải là cao cấp, thì thật sự có yêu thương, có bình đẳng chưa? Đúng không anh này? Người em đây chả có gì cả. Có máy quay phim. Rồi lên bờ nè. Xuống nước đi. Xuống đi, xuống bơi. Bơi vô bờ. Thời này con người bị quỷ thần phán xét rồi. Các Bồ Tát thì lo làm việc thiện, giúp đỡ ai thì được sanh phước sanh thiên. Có lỡ bố thí sai cho người ta, mất đi tiền của thì cũng đừng oán hận, bỏ qua luôn, thì công đức mình lại vô lượng. Chứ đem chuyện người ta ra nói, mất phước, gây thù chuốc oán với chúng sanh. Cứ phóng sanh như em rồi hồi hướng công đức cho tất cả mọi người. Cứ bảo vệ thiên nhiên động vật là mọi người còn cơ hội để có được cuộc sống ấm no, đầy đủ. Cứ làm từ thiện. Hôm nay cho được bịch gạo, bịch cơm, thùng mì gói. Mà thiên nhiên thì tàn phá hết. Lấy gì sống?